Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Vâng, thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang có mặt tại khu du lịch bãi đá sông Hồng nằm ở phường Nhật Tân của quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Hiện nay thì do nước lũ từ thượng nguồn đổ về nên là nước sông Hồng ở quanh khu vực này đã dâng lên rất cao và tràn vào khu du lịch. Theo phản ánh của người dân thì nước đã ngập vào tính từ mép sông cho đến trong diện tích của khu du lịch là khoảng gần 100 mét. Hiện nay thì tôi đang bắt đầu di chuyển ra khu vực mép nước để xác định xem là cái việc ngập lụt ở khu vực này nó đang diễn biến như thế nào và ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sản xuất cũng như là kinh doanh của người dân ạ. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vào chiều 9 tháng 9 đã tiếp nhận nạn nhân đầu tiên sau vụ sạt lở đất khiến xe khách bị vùi lấp, xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại quốc lộ 34 thuộc địa phận xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Theo đó, nam thanh niên được lực lượng cứu hộ tại huyện Nguyên Bình tìm thấy và đưa ra khỏi khu vực sạt lở. Ngay khi tiếp cận được hiện trường bệnh nhân gặp nạn, các bác sĩ bệnh viện tỉnh đã tiến hành sơ cứu ban đầu. Nạn nhân được đưa vào trung tâm y tế huyện Nguyên Bình sơ cứu rồi chuyển tiếp đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc chậm, có vết thương vùng đỉnh đầu, gãy xương tác động nhiều vùng cơ thể. Sau khi thăm khám, chỉ định cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị chấn thương sọ não, cột sống cổ, chấn thương ngực kín. Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát và có chỉ định điều trị kịp thời với phương án tốt nhất. Người nhà cho biết nam bệnh nhân đi xe máy từ thành phố Cao Bằng vào Bảo Lạc đến địa phận huyện Nguyên Bình thì không đi được do mưa quá to nên đã lên xe khách 16 chỗ bên đường nghỉ nhờ. Đúng lúc đó, vị trí xe dừng đỗ bị sạt lở vùi lấp cho đến khi được lực lượng cứu hộ tìm thấy. Các bác sĩ đã khẩn trương thăm khám và có các chỉ định cận lâm sàng và thống nhất chẩn đoán bệnh nhân bị đa chấn thương. Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi. Trước đó, sau khi nhận được thông tin tại địa phận xã Ca Thành xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng sau bão số 3 khiến nhiều người trên xe khách và xe con gặp nạn, xe khách bị rơi xuống suối. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng đã cử một tổ y tế bao gồm 4 bác sĩ, 3 điều dưỡng thuộc các lĩnh vực chuyên môn cấp cứu, phẫu thuật đa chấn thương. Sáng 10 tháng 9, ông Nguyễn Văn Khiên, Chủ tịch UBND xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc ô tô con khi đi qua cầu ngầm bị lao xuống suối khiến một quân nhân tử vong.
Theo đó, khoảng 1 giờ 15 phút cùng ngày, cơ quan chức năng nhận được tin báo xe ô tô mang biển kiểm soát 30G098XX khi đi qua ngầm thôn Tiên Hội thì rơi xuống suối và bị nước cuốn trôi. Lực lượng chức năng tổ chức cứu nạn cứu hộ và đến khoảng 5 giờ đã trục vớt được thi thể người trong xe ô tô, cách điểm bị nạn khoảng 500m. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cao Dương, nạn nhân là anh Trần Xuân Tê, sinh năm 1987, quân nhân mang hàm đại úy của Lữ đoàn Công binh Hỗn hợp 279, trực thuộc Binh chủng Công binh, đang đóng quân tại xóm Tiền Hội, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn. Khi bị nạn, xe ô tô chạy theo hướng từ thôn Phượng Sổ sang thôn Tiền Hội. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho đơn vị bộ đội. Hải Phòng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do bão số 3 gây ra. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố quyết định từ chối khoản hỗ trợ 100 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, sau khi họp bàn với lãnh đạo thành phố cùng với đại diện các sở ban ngành, Hải Phòng đã quyết định không nhận khoản tiền là 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ Hải Phòng khắc phục hậu quả của bão số 3 để nhường cho các địa phương khác khắc phục hậu quả sau bão. Thành phố sẽ dùng nguồn ngân sách của địa phương và nguồn vận động ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đang sinh sống và hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Cũng trong ngày 9 tháng 9, ông Lê Tiến Châu đã có thư thăm hỏi gửi tới toàn thể nhân dân thành phố Hải Phòng. Ông Châu viết: "Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi xin gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình có người thân bị thiệt mạng và mong các nạn nhân bị thương sớm hồi phục sức khỏe, bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, chia sẻ những mất mát, thiệt hại về tài sản của nhân dân và doanh nghiệp." Sáng 10 tháng 9, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với người dân dập tắt đám cháy, cứu thành công 7 người tại căn nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh tại đường Nguyễn Quyền, thành phố Bắc Ninh. Lúc 5 giờ 25 phút cùng ngày, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà của gia đình ông NVT, số 129-131, đường Nguyễn Quyền thuộc phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. Đây là công trình được sử dụng để ở kết hợp với kinh doanh đồ điện tử. Nhận tin báo, Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Bắc Ninh đã điều động 1 xe chỉ huy, 3 xe chữa cháy, 1 xe tét nước, 1 xe cần trục của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, 2 xe chữa cháy của Công an thành phố Bắc Ninh cùng với 46 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đến 5 giờ 31 phút, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã có mặt tại hiện trường. Lúc này lửa đang cháy tại tầng 1 có diện tích khoảng 140m2. Chất cháy chủ yếu là sản phẩm điện tử bằng nhựa và bìa cắt tông, sinh ra nhiều khói và khí độc bao trùm toàn bộ ngôi nhà, gây khó khăn trong việc cứu người và chữa cháy. Lực lượng chức năng phát hiện 4 người bị mắc kẹt trong đám cháy tại tầng 3. Trước đó, người dân đã hỗ trợ đưa được 3 người thoát nạn từ tầng 3 ra ngoài bằng dây, rèm cửa, căng bạt đỡ an toàn. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng triển khai 2 xe thang tiếp cận tầng 3 từ mặt trước và sau của ngôi nhà, kịp thời cứu được 4 người mắc kẹt thoát ra ngoài an toàn. Vụ hỏa hoạn được dập tắt sau khoảng 40 phút. Các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.